Xin mến chào anh chị em đội ngũ của GIP Toàn Cầu. Chào mừng các anh chị đến với chương trình huấn luyện chuyên sâu về sản phẩm vào thứ tư hàng tuần của GIP. Như chúng ta đã biết, sản phẩm Ageloc R2 hay còn được gọi là R bình phương trong suốt hàng chục năm qua đã trở thành một trong những sản phẩm tiên tiến được ưa chuộng nhất của Pharmanex Nu Skin. Tuy đây không phải là thuốc chữa bệnh, nhưng nó đã giúp cho rất nhiều người sử dụng đẩy lùi, kiểm soát được một số bệnh rất là nan giải về sức khỏe. Điều gì khiến cho R bình phương chiếm được cái sự tin tưởng tuyệt đối của đối tác khách hàng và nhà phân phối như vậy? Điều gì khiến cho R2 trở thành một trong những sản phẩm bán chạy và được mua lại nhiều nhất của Pharmanex Nu Skin? Trên diễn đàn Zoom ngày hôm nay, GIP đặc biệt mời khoa học gia Thiên Lít Thùy Trinh, một lãnh đạo ưu tú của đội ngũ GIP với 16 năm kinh nghiệm trong nghiên cứu khoa học công nghệ sinh học và dược phẩm. Chị đã từng hợp tác với 3 tập đoàn dược phẩm lớn và đóng góp cho cái quá trình nghiên cứu và phát triển hai loại thuốc sử dụng trong lâm sàng, đồng thời là đồng tác giả của một số ấn phẩm nghiên cứu khoa học và bằng sáng chế rất là giá trị. Anh chị em chúng ta hãy cùng nhau chào mừng khoa học gia Thùy Trinh đến với diễn đàn GIP ngày hôm nay. Xin mời khoa học gia Thùy Trinh. Dạ, chào anh Tony. Cảm ơn anh rất là nhiều, nhưng mà mạng ở Việt Nam đang bị yếu, cho nên chắc là nhờ anh đứng standby phía sau giùm em. Nếu có trục trặc gì đó thì nó tự động đẩy em ra rồi em sẽ vô trở lại, thì trong lúc đó anh giữ cái Zoom giùm em nha anh Tony ha. Dạ, cảm ơn Thùy Trinh. Dạ, ok, cảm ơn anh, tại vì mạng ở Việt Nam rất là yếu cho nên không biết khi nào, hy vọng là 30 phút của em được ổn định. Chào cả nhà. Rất là vui hôm nay thì Trinh lại có cơ hội được chia sẻ với các anh chị. Hiện giờ thì Trinh đang ở tại Việt Nam, cho bây giờ là 8 giờ rưỡi tối tại Việt Nam vào thứ tư, có nghĩa là sáng thứ tư bên Mỹ nha. Chúng ta có cái chương trình vào ngày thứ tư là về sản phẩm của đội nhóm GIF toàn cầu. Một lần nữa thì Trinh gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị đang lắng nghe cái chương trình của ngày hôm nay, và mình cũng rất là vui được có cơ hội 30 phút để cùng chia sẻ với các anh chị về cái sản phẩm của Pharmanex. Và cái chủ đề của ngày hôm nay là chúng ta sẽ nói về một cái sản phẩm rất là tuyệt vời, như anh Tony cũng có nói ở đầu giờ, đó là về R2. Và trước khi bắt đầu thì mình cũng xin gửi lời cảm ơn anh Tony Van đã hỗ trợ phía sau phần khía cạnh IT và có những lời rất là tuyệt vời về bản thân của Thùy Trinh. Anh khen quá là em cũng cảm thấy hơi ngại nha. Nhưng mà như anh Tony cũng đã nói thì Thùy Trinh cũng sống ở nước ngoài được 32 năm, có 16 năm trên ngành nghiên cứu và bào chế thuốc, và đã làm cho 3 tập đoàn dược phẩm của hàng đầu của thế giới. Cái công việc cho mình cái giá trị và cái địa vị trong xã hội, nhưng mà cái việc của Thùy Trinh làm vẫn là về vấn đề, thì các anh chị cũng biết, ở trong cái vấn đề của chúng ta về sức khỏe thì nó có hai mảng, một cái là chủ động và một cái là bị động. Thì cái công việc của Thùy Trinh làm nó nghĩa là mình nghiên cứu và phát minh ra thuốc để mà chữa bệnh. Thì có nghĩa là khi chúng ta có vấn đề gì đó, có nghĩa là khi chiếc xe hư thì chúng ta mang vô chỗ phục sửa xe, chúng ta sửa. Hay là nhà chúng ta có cái gì hư thì chúng ta kêu người tới sửa. Hay là chúng ta khi có bệnh thì chúng ta chữa. Thì rõ ràng đó là vấn đề là chúng ta bị động. Có nghĩa là chúng ta khi để cho một vấn đề gì đó xảy ra thì chúng ta bắt đầu mới phản ứng lại nó. Còn một cái khía cạnh khác nữa là chúng ta chủ động. Có nghĩa là chúng ta chủ động ý thức và bảo vệ sức khỏe. Và với 16 năm kinh nghiệm của mình trong cái ngành y dược, thì tới lúc mà mình 40 tuổi bắt đầu mình cảm nhận được cái vấn đề là tại sao giữa bị động và chủ động, và con người lại chọn vào vấn đề bị động. Và ngay lúc đó thì bắt đầu mình suy nghĩ tới vấn đề là làm cách gì để có thể giúp cho cộng đồng. Thứ nhất, ngay thời điểm đó thì cho cộng đồng người Việt Nam nhiều hơn, bởi vì mình là người nói bằng tiếng Việt, cho mình nghĩ mình nói tiếng Việt, cho nên và với những cái kinh nghiệm của mình thì lúc đó thì Trinh có cái cơ duyên biết đến Nu Skin. Và lý do tại sao mình chọn đồng hành cùng với Nu Skin thì các chị cũng đã nghe thì Trinh đã từng nói. Thì cái mà nó chạm tới mình là khi mình tìm hiểu về cái sản phẩm của Nu Skin thì mình thấy rõ, những cái sản phẩm này nó không có chữa bệnh, nhưng mà là những cái sản phẩm này là những sản phẩm dinh dưỡng bổ sung mà nó có ý giúp cho mọi người chủ động bảo vệ sức khỏe. Thì đứng ngay ngưỡng cửa giữa mình là một cái người là nghiên cứu thuốc để chữa bệnh, và ở một cái công ty tập đoàn lại là nghiên cứu ra những cái dược thảo, những cái dinh dưỡng để giúp cho con người ý thức và phòng bệnh.
thì ngay cái thời điểm đó nó cho chị một cái sự lựa chọn. Một là tiếp tục đi nghiên cứu thuốc để giúp cho người chữa bệnh thì cái nào nó vui hơn, một bên thì giúp đi truyền đạt những cái kiến thức để giúp cho mọi người khỏe mạnh hơn, thì mình thấy rõ ràng là cái pharma nó sẽ vui hơn nhiều. Trên đó là cái thời điểm mà thầy Vinh chọn đồng hành cùng với New Skin. Và dĩ nhiên khi mà chọn đồng hành với cái vị trí của mình là bao nhiêu năm ở trong ngành khoa học, thì khi mình chọn đồng hành hợp tác cùng với New Skin thì việc đầu tiên là công ty nó phải uy tín, sản phẩm phải độc quyền, và khoảng sản phẩm nó phải mang lại một cái giá trị gì đó cho cộng đồng, và nó phải là ưu việt, phải là vượt trội hết tất cả những sản phẩm dinh dưỡng khác trên thị trường. Thì đó là sau một thời gian mình nghiên cứu rất là kỹ và mình quyết định chọn đồng hành cùng với New Skin. Và đó lý do tại sao thì Trinh có mặt trong ngày hôm nay, là để mà có thể chia sẻ. Chúng ta có rất nhiều sản phẩm, nhưng mà hôm nay cái chủ đề là chúng ta nói về cái sản phẩm R2. Thì trước mặt thì Trinh thì có cái R2 trước mặt để mình có thể chia sẻ với các anh chị. Nhưng mà hôm nay để mà nói về cái sản phẩm R2 thì Trinh sẽ lấy 5 phút để nói về cái lịch sử trước, bởi vì chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng rồi thì chúng ta mới thấy được cái giá trị tại sao chúng ta sử dụng R2. Còn nếu không chúng ta cảm thấy R2 là cái gì nha. Cho nên điều Trinh muốn nhắn gửi các anh chị, thứ nhất là cái sản phẩm ở ngoài thị trường chúng ta sẽ có rất nhiều sản phẩm ABCD, và đặc biệt là khi các anh chị vào Costco đi, việc đầu tiên khi bước vào cửa Costco bên tay trái là các anh chị thấy là nguyên một cái gian hàng vitamin. Và rối nhất ở chỗ là các anh chị cầm cái lọ lên, các anh chị sẽ nói là dùng cái nào, không dùng cái nào tốt, cái nào không tốt, và tại sao dùng nó chúng ta hoàn toàn không biết, và có thể nói là mò kim đáy biển. Và phản xạ là chúng ta vẫn phải mua về sử dụng, nhưng mà kết quả thì chả có thấy gì hết. Nhưng mà vấn đề là chúng ta ý thức là chúng ta hiểu, chúng ta sử dụng, nhưng mà chúng ta không thấy được cái giá trị của nó. Thì hôm nay thì Trinh muốn cho các anh chị hiểu cái giá trị là tại sao chúng ta phải dùng dinh dưỡng. Là bởi vì như mình thường nói rồi, chúng ta không có chết vì bệnh, tất cả mọi người không có chết vì bệnh, mà chúng ta chết vì thiếu kiến thức dinh dưỡng. Nhưng chúng ta không có biết được là ok, ăn như thế nào, ăn ra sao là đầy đủ chất, và mỗi ngày chúng ta cần có bao nhiêu chất. Hầu như tất cả thì Trinh có thể nói là 10 người hết là 9 người chúng ta hoàn toàn không hiểu. Và chúng ta ăn là chúng ta ăn theo cái phản xạ, có nghĩa là phản xạ là ô, miễn sao nó no, nó ngon, nó thú vị là được. Chứ chúng ta không phải là ăn vì cái cơ thể chúng ta cần, mà hầu như chúng ta ăn vì cái sở thích. Và chính những cái điều này, rồi sau đó thì ăn bao nhiêu chất là đủ, bao nhiêu đạm, bao nhiêu tinh bột, bao nhiêu chất béo, vân hầu như ta không có nền tảng đó. Và chính vì như vậy, sau lâu năm nó trở thành một cái thói quen và đưa tới vấn đề bệnh tật và lão hóa nha. Thì đó là cái nguyên nhân mà thầy muốn chia sẻ với các anh chị trong cái chủ đề ngày hôm nay, là mình phải hiểu rõ cái nền tảng dinh dưỡng, là dinh dưỡng là một cái điều rất là quan trọng, và chúng ta cần phải có đầy đủ chất, đầy đủ dinh dưỡng để mà chúng ta có thể duy trì cái cơ thể con người. Chúng ta tất cả mọi người đều sẽ lão hóa, như mình nói là sinh lão bệnh tử nha. Một số các anh chị thì nghe câu là sinh lão bệnh tử chúng ta sẽ nghe rất là bình thường, thì chúng ta lớn lên ta nghe sanh lão bệnh tử, nhưng mà rõ ràng là sanh lão mạnh tử. Cái Trinh đang nói là lý do tại sao sanh thì chắc chắn cái chuyện này thì Trinh nói rồi, mình không chọn được ai sinh ra cho mình chắc chắn ở trong cái thế giới này, rồi một ngày nào đó chắc chắn chúng ta cũng sẽ lão hóa, đó là chuyện bình thường luôn. Rồi sau đó thì sẽ có người là khỏe mạnh rồi ngủ đêm đến sáng ra đi, nhưng mà sẽ có một người thì bị một cái hành trình là bị bệnh 10 năm, 20 năm, hay là trong người ôm một đống thuốc và hàng tuần phải đi gặp bác sĩ, hoặc phải ngồi xe lăn, hay là ngồi bệnh viện, và hoặc là phải đi bệnh viện lọc thận vân vân. Một cái quá trình lâu dài như vậy rồi chúng ta chết lần chết mòn, rồi chúng ta ra đi, thì cái đó gọi là sanh lão bệnh tử, và có rất nhiều người gọi là sanh lão mạnh tử. Thì rõ ràng có cái tử thì chắc chắn chúng ta sẽ ra đi rồi, nhưng mà điều tôi muốn nói là chúng ta muốn ra đi một cách mạnh khỏe, hay là chúng ta muốn ra đi một cách đau đớn và bệnh tật, thì làm sao để có những cái nguyên nhân đưa tới bệnh tật. Thì các anh chị nhớ là lão hóa của con người nó có những cái yếu tố, thứ nhất là di truyền, bệnh tật tất cả mọi thứ, tức là chúng ta đều phải chết, nhưng mà tất cả mọi thứ nó có bệnh tật, nó đến từ ở chỗ là di truyền từ đời này sang đời khác. Hai nữa là cái lối sống, cái môi trường nha, và cái thói quen của mình nữa. Môi trường thì chắc chắn chúng ta không có chọn được. Chúng ta sanh ra ở Việt Nam, chúng ta ở Việt Nam thì môi trường nó ô nhiễm hơn, ví dụ như vậy. Hay là chúng ta ở vùng Los Angeles, hay là San Francisco, hay New York, là những cái môi trường nó bị ô nhiễm nhiều hơn.
Còn nếu chúng ta ở những cái nơi mà lành mạnh hơn, ví dụ như Vancouver là mà lành mạnh là chỗ hình văn à, cho nên rõ ràng 62 tuổi mà nhìn giống như là 40 mấy tuổi thôi, coi rõ ràng ha. Cho nên một cái môi trường nó cũng sẽ giúp, nhưng mà dĩ nhiên chúng ta không thể nào vì cái công việc của mình dời đổi môi trường được. Cho nên cha mẹ mình sinh ra cái gen xấu hay gen tốt mình cũng không thay đổi được, môi trường chúng ta cũng không thay đổi được. Dĩ nhiên tới bây giờ xu hướng ngày hôm nay là chúng ta có thể thay đổi cái môi trường, nó không phải là trong cái chủ đề của đề trên chứ mình không nói, nhưng mà hai cái mình cũng nói là cái lối sống và cái thói quen. Cái thói quen là cái thói quen vận động, cái thói quen ăn uống như thế nào đúng, hay sẽ có thói quen có dùng dinh dưỡng hay không. Rồi cái lối sống của mình là cái lifestyle là mình sống như thế nào, có vận động hay không, đúng không? Rồi cách chúng ta sinh hoạt hàng ngày vân vân, nó đưa tới yếu tố mà đưa tới vấn đề chúng ta bị lão hóa. Thì nói như vậy thì Trinh sẽ nói thẳng vào cái vấn đề của ngày hôm nay là đó, những điều thì Trinh đang nói với các anh chị thì những cái suy nghĩ này không phải mình là giỏi gì hết, mà thì Trinh có thể suy nghĩ những điều này ra, tất cả khoa học gia họ đều nghĩ ra vấn đề này, cho nên mới có được cái công ty là Nu Skin thành lập hơn 35 năm, và họ đi vào cái hướng là giúp cho con người làm sao được khỏe mạnh. Dĩ nhiên chúng ta vẫn có những công ty tập đoàn dược giống như thị trinh từng làm cho Pfizer, đó là những công ty là họ đi vào cái hướng là gì, chữa bệnh. Bởi vì họ biết chắc chắn ở ngoài thế giới kia sẽ có 9 người chờ bệnh sẽ đi chữa, và trong kia sẽ có một người sẽ chọn khỏe mạnh để không đi chữa bệnh. Nha, cho nên quan trọng là chúng ta đang ngồi đây, chúng ta là 9 người chọn công ty dược để lấy thuốc uống, hay là chúng ta chọn mình là một người dùng sản phẩm Pharmanax để khỏe. Thì đó là lý do tại sao khi mình hiểu được cái giá trị của nó, thì đó là lý do tại sao mình chọn đồng hành cùng với Nu Skin. Rồi bây giờ thì Trinh sẽ nói về cái R2. Thứ nhất, các anh chị phải hiểu về cái chữ quan trọng nhất, đó là chữ A-slot. Đó là một cái công nghệ độc quyền có 102 trên toàn cầu. Tới thời điểm thì Trinh đang ngồi nói chuyện với các anh chị thì A-slot vẫn là một cái công nghệ độc quyền. Nha, chưa có ai có. Hôm nay không biết các anh chị có xem giải thưởng Nobel không? Giải thưởng Nobel cho ba người trong ngành hóa học, thì trong đó nó cũng có nói về vấn đề là human genome. Nè, cái điều tuyệt vời nhất, dĩ nhiên thì Trinh là tháng 10 là mình thích nhất để mình xem những cái thú vị đó như thế nào. Và mình tin chắc là giải thưởng Nobel ngày hôm nay nó sẽ mở ra một cái ánh sáng tuyệt vời nữa cho tương lai. Nè, về vấn đề bảo vệ sức khỏe khi mà chúng ta hiểu về gene. Rồi, đi ngược lại chút xíu thì Trinh sẽ cho các anh chị hiểu là bản đồ gene được giải mã, sau đó Nu Skin đã đi trước tất cả những công ty dược, những công ty mà bảo vệ sức khỏe ít nhất là 30 năm. Tức là họ đã đi trước về vấn đề đó, cho nên khi mà mình hiểu được cách đây 8 năm về trước, mình thấy là công nghệ A-Slot, A là tuổi, lock là khóa lại tuổi tác, có nghĩa là làm chậm lại cái tiến trình lão hóa để mà giúp cho con người có thể kéo dài tuổi thanh xuân. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cải lão hoàn đồng là chúng ta có thể trẻ mãi không già. Nhưng mà nó giúp cho chúng ta có nghĩa là trẻ mãi tới già, có nghĩa là chúng ta vẫn già, nhưng mà chúng ta già trong cái sự khỏe mạnh. Có nghĩa là khi chúng ta 80 tuổi, chúng ta vẫn có thể hồn nhiên đi nhảy disco. Đó là cái mà mình hay dí dỏm cho các anh chị á, là tại sao cái người, các anh chị cứ tưởng tượng cái người 80 tuổi là phải ngồi hay là ngồi trong xe lăn, hay là phải nằm ở trong nước sưng hôm nhìn qua đón con cháu. Nhưng mà tại sao cái người 80 tuổi không phải là chạy chiếc limousine, đúng không? Hay là chạy một chiếc xe mui trần ở ngoài phố. Các chị chọn 80 tuổi kiểu nào? Đó là cái lối sống, đúng không? Và các chị có thể hình dung anh Thu này 62 tuổi nhìn kẻ mang đầu đinh nữa, đúng không? Thời xưa làm gì 62 tuổi mà có đầu đinh, đúng không? Nha, chứ chị thấy rõ ràng thì cái chị đang nói đó là cái xu hướng. Cho nên tưởng tượng 82 tuổi anh Thu này vẫn có cái đầu đinh, đúng không? Tức là ở trẻ mãi vẫn mặc cái quần sọt, rồi chạy cái chiếc xe gắn máy hay là chiếc xe mô tô mui trần gì đó. Thì Trinh muốn cho các chị hiểu là cái đó chính là cái sự gọi là trẻ mãi tới già là như vậy. Thì Nu Skin thấy được điều đó cho mới ra công nghệ A-Slot, là để giúp cho mọi người khi họ hiểu được là cái quá trình lão hóa của con người nó giống như là một cái bộ máy, nó bị yếu dần khiến ta lớn tuổi. Nhưng mà nếu cái máy của mình biết phục hồi và bảo trì hay thì anh hay dùng gọi là trùng tu á, tức là các chị thấy những căn nhà xưa mà họ trùng tu tận nhà sẽ được đâu. Cho nên tưởng tượng giống như chiếc xe của mình bảo trì chiếc xe nó, tại sao 3 tháng mình biết mang chiếc xe đi vào để mình khai nhớt nha, mình làm đủ trò hết. Hay là nhà của mình cũng vậy, tại sao nhà của mình biết hút bụi, biết lau chùi, biết làm đủ thứ hết. Hay là cái máy lạnh trong nhà của mình, đúng không? Mình cũng thay cái filter, mình cũng làm đủ trò, là tại sao mình muốn bảo trì để nó có thể sử dụng lâu dài. Và Trinh tin chắc là tất cả chúng ta hơn 7 lần 800 người ngồi đây
Nếu thì Trinh hỏi các anh chị là lần sau cùng các anh chị thay nhớt xe của các anh chị khi nào? Hầu như thì Trinh đang nói, dĩ nhiên phụ nữ thì là chồng thay hết mình không biết, nhưng mà tất cả thanh niên ngồi đây thì Trinh hỏi là lần sau cùng thay nhớt chiếc xe lúc nào? Thậm chí nhớ rõ luôn, thậm chí là nhớ luôn mấy chục ngàn mai, thậm chí ở trên chiếc xe bên tay trái để luôn nữa là thay nhớt ngày mấy lúc bao nhiêu ngàn mai. Nhưng mà thì Trinh hỏi là lần sau cùng bạn bảo vệ sức khỏe của bạn là khi nào? Lần sau cùng bạn đi khám sức khỏe và tất cả chỉ số máu đường huyết của bạn là bao nhiêu? Không ai nhớ hết. Và hầu như trốn luôn không có vấn đề đó. Thì cái Trinh nói là nghịch lý ở chỗ là tại sao tất cả những cái vật dụng ngoài thân thì chúng ta biết bảo trì và chúng ta muốn giữ cho nó lâu dài. Nhưng mà tại sao con người chúng ta thì chúng ta không muốn giữ cho nó lâu dài? Và chúng ta mong là chúng ta có thể sống thọ, nhưng mà rõ ràng làm sao sống thọ được khi chúng ta bị bệnh tật. Nói tới điều này, chúng tôi nói với lại đó là lý do tại sao Nu Skin họ mới ra những dòng sản phẩm. Bởi vì họ biết chắc chắn là khả năng của con người không ai cũng có đủ kiến thức giống như thị Trình. Em mình là một trong những người đã được cái nền tảng đi học, cho nên không ai hiểu. Cho nên thì cho nên 90% tất cả chúng ta đều không hiểu. Và nếu không hiểu thì chúng ta làm sao? Tôi cũng muốn lắm, tôi cũng muốn được bảo vệ sức khỏe, nhưng mà tôi hỏi là không, vậy thì Trinh làm sao tôi biết được những điều này? Thậm chí thì Trinh cũng chỉ biết một khía cạnh nào thôi, chứ mình cũng không thể nào biết hết được. Cho nên để một cách giải pháp cho tất cả những người đời thường như chúng ta, thì họ mới ra cái công nghệ A-Slot. Đây là những dòng sản phẩm có thể giúp cho bạn được trẻ mãi tới già là như vậy nha. Cho nên đó là cái công nghệ A-Slot được chào đời. Và một trong những cái sản phẩm mà tuyệt vời nhất chính là cái sản phẩm R2 nằm ở trong tay của Lê Trinh. Vậy R2 là cái gì? Mình sẽ cho các anh chị một bài học nữa trước đó, sau đó mình sẽ đi vào cái thành phần bên trong. Bởi vì nó không quan trọng cái thành phần ở trong sản phẩm, thì tôi nói các anh chị, nó quan trọng là cái giá trị của cái A-Slot, giá trị của cái dinh dưỡng gì nó mang lại cho chúng ta. Thì khi chúng ta biết quý rồi thì các anh chị sử dụng, chứ thành phần không cần biết. Cái tô phở nó ngon là các anh chị ăn thôi, đúng không? Chứ các anh chị đâu có biết là ở trong đó là cộng bún nó làm, cộng phở làm như thế nào, và nấu cái nồi nước súp bao nhiêu tiếng, hay là con bò nó cắt hầm cái xương bò, đuôi bò đó bao nhiêu đâu, các anh chị đâu cần phải biết, đúng không? Và con bò đó đập đầu con bò lúc nào, ai đi đâu Phật, lúc nào các anh chị đâu biết. Chứ các anh chị biết là đưa cái tô phở trước mặt các anh chị, nó ngon là các anh chị ăn thôi. Thì cái trên muốn nói các anh chị là các anh chị đừng có mong cầu là mổ xẻ từng cái sản phẩm ở thành phần trong đây, đúng không? Quan trọng là khi các chị sử dụng nó mang lại giá trị gì cho mình nha. Thì lúc đó mình sẽ đi vào vấn đề, tại chúng ta còn khoảng vài phút thì nói với lý thuyết trước. Trên một cái cây, cái chị tưởng tượng mình là cái cây, đúng không? Chúng ta là cái cây. Cái cây thì có đất, phân bón và nước. Thì Trinh sẽ cho các chị biết R2 nó quan trọng như thế nào trong cái cây. Thì cái R2 nó giống như phân bón vậy đó. Các anh chị tưởng tượng ha, một cái cây các anh chị trồng, bây giờ mình nói Việt Nam cho nó dễ đi, Trinh đang ở Việt Nam. Một cái cây các anh chị trồng ở đồng bằng sông Cửu Long, một cái cây trồng ở miền Trung và một cái cây trồng ở miền Bắc, thì theo các anh chị cái cây nào nó sẽ ra trái nhiều hơn? Dĩ nhiên mình đừng có đi vào kỹ thuật là tùy cái cây theo mùa, mình chỉ nói chung thôi. Chắc chắn là cái cây ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ sum xê kết trái nhiều hơn. Lý do bởi vì đất nó được phù sa, đất tốt hơn. Nhưng mà đất ở miền Trung thì nó cằn cỗi, nó không có đầy đủ dưỡng chất. Thì giờ thì đó là lý do tại sao cái cây nó sum xê. Vậy thì con người cũng vậy thôi. Tại sao con người bị cằn cỗi và tại sao con người bị già và bệnh tật là bởi vì thiếu chất, thiếu dinh dưỡng, cho nên đưa tới vấn đề bị héo mòn. Còn tại sao một con người tươi, mình vẫn thích lấy anh Thô này ra ví dụ thôi, 62 tuổi trẻ măng. Tại sao có rất nhiều người 62 tuổi bây giờ là ôm một đống thuốc và có ở trong bệnh viện và đi ra đi vô lọc máu lọc thận? Thì rõ ràng cái cây đó được sao, được bảo trì, cái cây đó được tu bổ và cái cây đó được dưỡng chất tốt. Vậy thì chúng ta là cái cây, thì cho nên hỏi gì, R2 nó có giá trị nha, nó giống như là phân bón cho cái cây này này nha. Cho đến cây là cùng hai cây, nhưng mà nếu cái cây không có phân bón chắc chắn trái nó sẽ không nhiều nha, và có thể lâu lâu mới ra trái một lần. Nhưng mà nếu cái cây mà có phân bón nhiều thì trái sẽ ra sum xê và trái sẽ ngon, ngọt, giòn. Chúng ta hãy nhìn xuống đây, vì con người cũng vậy nha. Vậy thì R2 nó chính là cái phân bón cho mỗi một con người chúng ta, để nó hỗ trợ cho chúng ta được khỏe mạnh. Thì ở trong cái tác dụng của R2 thì Trinh sẽ nói với chị là chữ R2 là R bình thường, nó sẽ có renew và recharge. Yeah, renew là tái tạo, yeah, recharge là phục hồi. Tái tạo và phục hồi, đó là tại sao chúng ta có chữ R2. Cái lọ cao á là nó renew, là nó sẽ tái tạo. Còn cái lọ ban đêm là cái lọ nhỏ, các chị thấy lọ cao thấp á thì nó gọi là R2 night.
thì cái này nó sẽ là rejoice, là nó phục hồi. Cơ thể chúng ta giống như tôi nói là một chiếc xe hay là một cái máy, nó sẽ bị yếu dần theo thời gian. Vậy thì nó yếu dần theo thời gian thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải tái tạo nó lại. Cho nên ở trong cơ thể con người chúng ta có một cái bộ máy chuyển hóa năng lượng, bộ máy chuyển hóa thức ăn. Và hàng ngày nó bị bẩn, nó bị dơ và chúng ta không chăm sóc. Cho nên làm cho chúng ta, tại sao lúc trẻ chúng ta 20 tuổi chúng ta có thể chạy rất là nhanh, 30 tuổi thì chạy không bằng, mà 40 tuổi thì chạy không nổi, và 50 tuổi là hơi nằm tại chỗ. Thì bởi cái bộ máy của chúng ta bị yếu dần. Cho nên nếu như vậy chúng ta cần phải sao? Phục hồi nó. Thì cái R2 ban ngày nó gồm có 6 viên nha. À, nó chiết xuất độc quyền, trong đó có sâm, có lựu, có đông trùng hạ thảo. Mình không đi sâu vào cái thành phần các anh chị, vì nó không có quan trọng. Nó quan trọng là nó phục hồi lại cái bộ máy chuyển hóa trong cơ thể của mình, để nó mang lại cái sức sống cho chúng ta ở tình lực, trí lực và thể lực, ở nhiều thứ, ở khía cạnh khác nhau nó phục hồi. Cho nên tưởng tượng cái cây nó đang bị héo, nhưng mà nếu chúng ta tưới, chúng ta bón phân lên nha, thì đất nó phì nhiêu, thì tất cả những thứ nó sẽ đưa đến cái cây nó nở lên, nó xanh tươi hơn, và chúng ta sẽ thấy được cái cây nó chắc chắn. Thì đây chính là cái renew, tức là phục hồi cái cơ thể của mình. Cho nên khi chúng ta dùng vào, chúng ta sẽ thấy rất rõ, đặc biệt là những ai mà có thể dục hay là vận động nhiều, các anh chị sẽ rất mệt mỏi, nhưng mà khi các anh chị sử dụng này, các anh chị tập thể dục hay bơi lội, các anh chị sẽ thấy rõ là cái sức bền bỉ của mình rất lâu. Nếu ai tập thể dục thì các anh chị sẽ hiểu cảm giác thì chính nói, đặc biệt là nếu các anh chị bơi lội và chạy bộ, thì đó chính là nó phục hồi lại cái đó cho mình. Rồi, dĩ nhiên thì chúng muốn nói tới vấn đề là giống như chúng ta hàng ngày chúng ta làm điều đó, thì trong cơ thể chúng ta cũng là cũng y chang như vậy. Thì nó sẽ, tất cả cơ chế thức ăn của mình nó sẽ qua gan nha, vào, tức là vào bao tử, ruột non, rồi ruột già, vân vân. Là dĩ nhiên trong cái hành trình đó nó sẽ đi lên tới gan, rang xuống túi mật, mật rồi xuống tới bắt đầu thận, rồi thận nó lọc lại cái nào tốt thì nó đưa lên trên, còn cái nào không tốt thì nó ra bằng nước tiểu. Còn dĩ nhiên qua tới ruột già, cái gì không tốt thì nó ra bằng đại tiện. Rồi, thì tất cả những cái thứ này, nó hành trình nó làm như vậy. Cho nên cái gan của mình là một cái gọi như cái filter, là các chị tưởng tượng giống như cái máy lạnh của mình á, là nó có cái filter. Và cái filter này khi mà nó sạch á, thì nó sẽ làm cho cái máy lạnh mình rất là lạnh. Nhưng mà nếu như cái filter này nó bị dơ thì cái máy lạnh của mình nó sẽ bị yếu dần, nó y chang thôi. Thì cái này nó đưa vào trong đó là gì? Là nó lọc lại cơ thể của mình, cho cái filter, tất cả những cái gì cặn bã trong cơ thể mình nó được quét dọn. Và khi nó quét dọn thì các chị cảm thấy căn nhà mình sao nó sảng khoái vậy, đúng không? Cuối tuần chúng ta hút bụi nhà, chúng ta cảm thấy nhà nó thơm tho, đi cái chân nó bám sát trần nhà. Còn khi mà cái nhà nó dơ, chúng ta cảm thấy nó lộng bộng vấn đề nha. Thì đó là như vậy. Rồi đó là phục hồi lại. Rồi bắt đầu tới là, tức là nó là renew, phục hồi. Recharge là tái tạo. Là ví dụ như tối các anh chị ngủ sau 10 giờ, gan sẽ bắt đầu hoạt động từ 10 giờ rưỡi cho tới khoảng 2 giờ rưỡi sáng. Đó là thời điểm mà các anh chị cần phải ngủ rất là sâu. Thì trong cái thời gian các anh chị ngủ là gan nó cần phải thanh lọc. Thì cái R2 này, gan và thận sẽ lọc trong thời điểm đó. Lọc gan xong bắt đầu qua tới thận. Thì trong cái thời điểm đó là nó đi vào trong đó để nó dọn sạch cái gan của chúng ta lại cho sạch sẽ. Cho nên nó gọi là renew và recharge, phục hồi và tái tạo lại. Thì đó là lý do tại sao cái sản phẩm R2 nó trở thành một cái sản phẩm rất là tuyệt vời cho tất cả những người lớn tuổi. Dĩ nhiên mình đang nói nhiều lứa tuổi nhưng không nói trẻ em, đây chúng ta nói là 18 tuổi trở lên là chúng ta nên sử dụng cái sản phẩm R2. Cuối cùng xong thì tôi muốn nhắn gửi các anh chị là R2 là cái gì? Tưởng tượng nó là một cái phân bón cho một cái cây. Mình là một cái cây. Chúng ta ăn uống hàng ngày không bao giờ đủ chất, chúng ta cần phải bón và bồi bổ. Trong cái quá trình bồi bổ là phục hồi tất cả những gì trong cơ thể chúng ta, dọn dẹp sạch sẽ vào buổi tối để chuẩn bị cho một ngày mới. Cho nên đó là cái giá trị của R2 nó mang lại là như vậy. Cho nên khi các anh chị sử dụng thì các anh chị sẽ hiểu được, các anh chị sẽ thấy được sự khác biệt đó. Và giống như nãy anh Văn có nói đầu giờ là chúng ta, nó không có chữa bệnh nha các anh chị ha. Mình nhớ là dinh dưỡng là nó không có chữa bệnh, nó chỉ bảo vệ sức khỏe cho mình. Nhưng mà tại sao một số người khi sử dụng vào tự nhiên cảm thấy là hết đau lưng, hết nhức mỏi, hết ho, hết hen suyễn, hết dị ứng vân vân. Rồi chúng ta nhầm tưởng, chúng ta nói ô, cái này chữa được đau bao tử, tôi hết đau bao tử, tôi hết thoát vị đĩa đệm, tôi hết đau gai cột sống vân vân. Lý do thì tôi nói các chị rồi, là bởi vì trong người của mình bao nhiêu cái hóa chất, tất cả những độc hại, hay là cơ thể mình không có lau chùi sạch sẽ,
thì bắt đầu mọi thứ nó không hoạt động nữa. Giống như thầy Trinh nói rồi, cái máy lạnh khi mà các chị cái filter mới các chị vô nhà bật cái nhiệt độ 25 độ các chị cảm thấy nó rất là lạnh. Nhưng mà khi cái máy này sau tới 6 tháng mà các chị không lau chùi nữa, các chị bật 25 độ nó không còn lạnh nữa, mà các chị phải xuống 18 độ C nó bắt đầu mới lạnh. Rồi cái thời gian 18 độ cũng không lạnh, các chị xuống 16 độ nữa thì các chị biết nó bắt đầu nó rỉ nước. À thì ra cái filter nó bị dơ. Y chang chiếc xe của mình cũng vậy luôn. Thì đó là lý do tại sao khi nó đi vào trong cơ thể mình, nó lọc sạch tất cả mọi thứ, thì tự nhiên gián tiếp các anh chị nó đang đau bao tử, cái tự nhiên giờ hết đau bao tử. Hay là mình đang bị đau khớp, hay tự nhiên nó hết đau khớp, và chúng ta lầm tưởng là nó chữa bệnh. Nó không phải, là vì cơ thể của mình nó đang bị slot sai, thì nó vào trong đó nó điều chỉnh, nó quét dọn và nó chỉnh sửa lại, và chúng ta cảm thấy phục hồi và khỏe mạnh. Nhà thì đó là cái yếu tố quan trọng, thì chúng muốn cho các anh chị hiểu rõ cái tầm quan trọng của cái R2 là vậy. Thứ nhất, độc quyền ở công nghệ A-slot giúp chúng ta có thể phục hồi mà tất cả những sản phẩm khác không có. Thứ hai là làm cho cái chức năng hoạt động của cơ thể được khỏe mạnh lại, thanh lọc cái cơ thể mình vào ban đêm để bắt đầu qua một ngày mới. Và qua cái quá trình đó thì cái thứ ba là gián tiếp bao nhiêu những cái bệnh tật chúng ta có nó hết, nó không phải chữa bệnh, bởi vì nó đã làm sạch thì tất cả mọi thứ nó phục hồi và trở lại bình thường. À, thì đó là cái mình muốn chia sẻ như vậy. Còn thành phần thì mình nói rồi, ở trong R2 thì có chiết xuất của sâm, lựu và đông trùng hạ thảo. Nha. Thì đó là qua 35 nghiên cứu của 75 khoa học gia của Nu Skin để ra như vậy, để chúng ta có một cái sản phẩm tuyệt vời để chúng ta sử dụng. Thì bây giờ thì Trinh không có còn nhiều thời gian, chỉ còn vài phút, thì Trinh muốn mời hai bạn đã sử dụng cái sản phẩm R2 có thể chia sẻ cái cảm nhận khi mà sử dụng được R2. Người đầu tiên thì Trinh muốn mời đó là bác sĩ Thanh Huyền. À, không biết là chị có đang ở đó không, chị có thể để em unmute cái đường dây của chị, và em muốn mời chị chia sẻ với cái cảm nhận của chị, cái cơ duyên chị biết được R2 và chị sử dụng được bao lâu và cái kết quả gì mà chị nhận được. Em mời bác sĩ Quyền ha. Xin chào. Chào mời chị. Xin cảm ơn Thùy Trinh. Thùy Trinh nghe được Huyền nói không ạ? Dạ được. Xin chào Thùy Trinh, xin chào anh Văn, chào tất cả các anh, các chị và các bạn trên Zoom ngày hôm nay. Tôi tên là Thanh Huyền, năm nay tôi 54 tuổi và là bác sĩ chuyên khoa nội nhi. Tôi có 28 năm làm việc trong ngành y và hiện đang sống tại Hà Nội. Tôi cũng có một cái đặc biệt là tôi có 18 năm làm về chương trình dinh dưỡng của Việt Nam. Và tôi đến với Nu Skin là một sự rất là tình cờ, là trong lúc mà tôi tìm kiếm một cái công việc có thể giúp tôi tự do về thời gian và có thêm thu nhập khi nghỉ hưu, thì tôi được chị bác sĩ Thu Hà là sếp ở cơ quan cũ của tôi chia sẻ về cái cơ hội Nu Skin và sản phẩm của Phạc Mắt Đấy. Vì tôi là người làm về chương trình dinh dưỡng nên là tôi cũng biết rằng là tôi là một cái người mà gọi là thiếu vi chất rất là nhiều, và sau khi sinh cháu thứ hai được một năm thì tôi bị béo phì, thừa cân thôi, chưa đến mức béo phì, thừa cân, và cùng với thời gian đấy là tôi bị loãng xương, tôi bị thoái hóa đốt sống, tôi bị thoái hóa đốt sống L45, S1, phình đĩa đệm L45 và cả cổ 6-7 nữa. Nói chung là rất là nhiều bệnh. Cùng với lại thời gian và tuổi tác thì cái tần suất các cái cơn đau nó ngày một nhiều lên, dày hơn và rất là khó chịu. Vì tôi cũng là bác sĩ nội nhi cho nên là tôi cũng tìm kiếm các cái phương cách đủ mọi thứ đông tây y để tôi có thể chữa được cái bệnh của mình. Tất cả các loại thuốc tây y, thuốc đông y, cao xương động vật và các cái thuốc sắc tôi đều đã uống rất là nhiều. Cao thì chắc cũng phải tầm cỡ khoảng 3-4 lạng đấy. Và các cái phương pháp về vật lý trị liệu như là châm cứu, thủy châm, tác động cột sống, xoa bóp bấm huyệt tôi đều đã làm, bởi vì tôi thì ở cơ quan hiện tại tôi đang làm thì tôi có một bác sĩ chuyên khoa đông y và hai bạn là vật lý trị liệu rất là lành nghề cho nên là không mất tiền. Nhưng mà cái cơn đau nó cứ kéo dài và một năm tôi phải làm khoảng độ 6-7 lần.
cứ chuyển mùa là rất là biết rõ. Một năm khoảng 18 tháng trước đây thì tôi được, sau khi mà được chị Thu Hà chia sẻ về sản phẩm R2 thì tôi cũng có một chút băn khoăn đấy, giống như chị Thùy Trinh nói. Bởi vì là tôi là làm chương trình dinh dưỡng và tôi cũng dùng có ý thức là bổ sung các cái thực phẩm vi chất ấy, vitamin ấy, và cũng toàn mua ở Costco ở bên Mỹ thôi. Đấy, tôi dùng từ 18 năm trước chứ không phải bây giờ. One a day, rồi là collagen, rồi là glucosamine, sữa ong chúa tôi dùng rất là nhiều, có thể tính bằng gánh ấy. Nhưng mà cái kết quả nó không có. Tuy nhiên là cái thời gian này thì cái cơn đau nó nhiều hơn, nó cũng rất là vật vã, mà mình cũng biết là thực phẩm bổ sung thì nó không phải là thuốc chữa bệnh, nên là chắc là cái kết quả nó cũng không nhiều. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi nên cho mình một cơ hội và tôi quyết định là dùng. Và tôi uống cái R2 và một cái sản phẩm nữa kèm theo, là với một cái tâm thế là không hy vọng nhiều, nhưng mà vì mình hết cách rồi trên mà thôi, mình cứ cố, mình cứ thử cho mình một cơ hội xem nó như thế nào. Tức là chưa có niềm tin lắm khi mà mình uống đấy. Tuy nhiên là thật là lạ lùng là sau 3 tháng tôi dùng và tôi cũng không để ý xem là nó có khỏi hay không, nhưng mà tôi cứ dùng. Tôi mua hẳn một hộp 6 cặp ạ, và tôi uống. Sau 3 tháng thì tự nhiên thấy mình đi bộ, cái đầu gối của mình nó không kêu lục cục nữa. Mình ngồi làm việc cả ngày từ sáng 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều, mình cũng thấy không phải đứng dậy. Rồi mình đi, nhà tôi thì thứ bảy chủ nhật thì hay đi lễ, rồi đi chơi xa về quê. Tôi đi 700-800 cây số trên ô tô cả ngày không sao cả. Và nó chỉ mỏi mỏi chút thôi, chứ không phải như trước là cứ đi khoảng 30 cây là tôi sẽ phải kiếm một cái ghế dài để tôi nằm rồi. Thực sự là rất là thích luôn. Và khi đấy, khi mà tôi thấy tôi đỡ đau rồi thì tôi mới tìm hiểu sâu hơn về các sản phẩm của R2 và Waspan. Và tôi thực sự là rất là thích. Thực sự là rất là cảm ơn Anselok của Pharmanic. Cảm ơn Nuskin đã giúp cho tôi bớt được cái đau đớn hàng ngày mà cái bệnh tật nó đi theo. Tôi nghĩ là có khi tôi phải sống chung với nó cả cuộc đời. Và cũng có một cái rất là kỳ lạ nữa là tôi cũng khỏi luôn cả cái trào ngược dạ dày thực quản. Tôi cũng khỏi luôn cả cái dị ứng. Tôi là người dị ứng từ khi bắt đầu sinh ra. Đấy. Tôi cũng không bị đau với những cơn đau kiểu của hút nữa. Đấy. Nên là rất là thích. Và bạn bè tôi thì rất là ngạc nhiên, hỏi tôi là uống cái gì mà tại sao lại khỏi, tại sao lại khỏe như vậy. Và tôi nói là tôi uống thực phẩm bổ sung của phòng ăn đấy. Các bạn ấy rất ngạc nhiên và các bạn ấy dùng theo tôi. Nên là tôi nghĩ rằng là nếu mà các bạn có biết ai đấy mà bị đau lưng hay là bị những cái giống như bệnh giống như tôi ấy, mà thực sự thì hãy cho mình một cơ hội. Tôi nghĩ rằng là R2 thực sự là tuyệt vời. Tôi rất thích. Cảm ơn thì không bác sĩ quen. Các chị thấy một bác sĩ, hiển nhiên một bác sĩ vẫn bị bệnh như thường. Cho nên đôi lúc chúng ta đừng có, nếu mình không muốn bôi bác thì nên cũng trong ngành y chúng ta đừng có bao nghĩ là bác sĩ sẽ là thiên thần. Bác sĩ cũng là người, bác sĩ cũng bị bệnh như thường. Cho nên vấn đề là chúng ta ý thức và bảo vệ sức khỏe như thế nào. Bác sĩ cũng bị bao nhiêu năm bị thoát bị đệm nhiều thứ, cũng phải dùng dinh dưỡng. Rất là cảm ơn cái sự chia sẻ của chân tình và mộc mạc của chị, rất là tuyệt vời. Một lần nữa chúc chị sức khỏe luôn luôn được như ý ha, và tiếp tục dùng R2 để có thể trẻ mãi tới già. Rồi bây giờ vì chúng ta không còn đủ thời gian thì Trinh sẽ rút một cái qua tới California nào. Mời Jessica Lâm ở tại California, có thể em giới thiệu em từ đâu và bao nhiêu tuổi và cơ duyên gì em biết tới sản phẩm R2 và em dùng em được cái kết quả gì á. Dạ, good morning, em xin chào các leader, em xin chào khoa học gia Thị Kinh, em xin chào anh Vân Nguyễn, cùng tất cả các anh chị em có mặt trong Zoom Gift toàn cầu buổi sáng thứ tư hôm nay ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Jessica Thảo Trân, em đến từ miền Nam California.
Hiện tại thì em là nhân viên quản lý nhân sự tại một bệnh viện lớn của quận hạt Los Angeles, Department of Health Services. Vì em làm việc ở trong văn phòng cho nên cái công việc đòi hỏi là em phải ăn mặc lịch sự và mang giày cao gót. Và các anh chị biết không, cái bãi đậu xe của nhân viên chỗ làm em thì nó rất là xa, cho nên là em phải đi bộ rất là nhiều. Và khi mà mang giày cao gót và đi bộ nhiều như vậy thì phải nói lâu ngày cái khớp gối em nó rất là đau, đau lắm. Và đặc biệt mỗi khi mà em lên cầu thang thì nó rất là đau. Và em cũng đã thử dùng painkiller, là những cái thuốc giảm đau, hay là thậm chí em dùng những cái đen gây, những cái cream để massage được cái chỗ khớp gối, nhưng mà thật sự là nó chỉ bớt nhưng mà nó cũng không có thuyên giảm, rất là đau cổ, phải không ạ? À? Mà đau như vậy á, em cũng phải mang giày đi làm, bởi vì vì cái tính chất lịch sự của công việc là em chấp nhận thà bị đau để mà được đẹp. và coi như là phải là hy sinh đấy cho công việc của mình, và không có một cái giải pháp. Thì may mắn thay là em gặp được một người bạn đã giới thiệu cho em cái dòng dược phẩm A2 này, và em đã dùng nó. Ban đầu thì các anh chị biết không, ban đầu thì em nghĩ ô thì mình chỉ dùng dược phẩm thì đây sản phẩm tốt mà, thì mình ăn uống chắc chắn là sẽ không đủ chất, phải không ạ? À? Không ai ăn uống đủ chất hết, cho nên là đây là cái sản phẩm rất là tốt, thì mình dùng để coi như là không bổ bị ngang thì cũng bổ bị dọc, phải không? Đó, cho nên là em dùng. Nhưng mà không ngờ mà khi em dùng được một cái thời gian thì các anh chị biết không, em thức dậy em không có thấy cái người mình nó uể oải, người đầy sinh lực, phải nói là tràn đầy cái năng lượng, bắt đầu một cái ngày mới rất là dễ dàng. Như em thức dậy rất là sớm để mà đọc sách và em đi làm rất là sớm mỗi ngày. Và đặc biệt là mặc dù là em thức thức rất là khuya vì em phải làm hai chớp, nhưng mà em không bao giờ thấy mỏi mệt. Và sau khi dùng cái sản phẩm này được 3 tháng, và các anh chị biết xong, một cái điều kỳ diệu mà phải nói là một cái điều mà em lo sợ vì đau nhất đó, và nó đã hết. Em không có cảm thấy đau khớp gối nữa. Em đi bộ phải nói là rất là dễ dàng, và khi lên cầu thang em nói ô mình cũng mang giày cao gót như mọi lần, mà tại sao hôm nay mình không thấy đau? Hãy nói là em biết là chắc chắn là do là em đã dùng cái dược phẩm này rất là tuyệt vời. Thì em thật sự biết ơn công ty Nu Skin, cảm ơn 75 khoa học gia đã chế tạo ra cái công nghệ A-Lock độc quyền trên thế giới này để cho em và cũng như tất cả mọi người được cải thiện cái sức khỏe toàn diện của mình. Các anh chị biết là cái cây mà tốt và tươi là phải cần phân bón, phải không ạ? Thì mình muốn khỏe mạnh thì phải dùng A2. Em cảm ơn khoa học gia Thị Trinh hôm nay đã cho em hiểu sâu sắc hơn về sản phẩm tuyệt vời này. Thật sự là dùng nhưng mà thật sự là chưa có hiểu sâu sắc hơn. Em phải nói là em rất quý cái sản phẩm này. Và em xin cảm ơn tất cả anh chị đã lắng nghe các phần chia sẻ của em. Kính chúc mọi người, cả nhà mình một ngày mới nhiều năng lượng, nhiều niềm vui và thành công ạ. Xin chào. Rồi, cảm ơn Thảo. Cảm ơn chia sẻ của Thảo. Bởi vì chúng ta không đủ thời gian cho nên chúng sẽ tóm tắt lại trước một vài phút để kết thúc cái chương trình của hôm nay. Bởi vì ta như thầy Trinh nói là chương trình thì Trinh chỉ có thể chia sẻ cái chị hiểu về tầm quan trọng của giá trị của sức khỏe, phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Nhà công nghệ A-Lock độc quyền và sản phẩm R2 có thể hỗ trợ, giống thầy Trinh nói là một cái cây nó cần phải có phân bón. Vậy thì cái cây nào không cần phân bón? Các chị có thể nêu cho thầy Trinh thử cái cây nào không cần phân bón, đúng không? Tất cả các cây đều cần phải phân bón. Vậy các anh chị là cái cây, vậy các anh chị có cần phân bón hay không? Yes. Thì chúng ta phải bảo vệ sức khỏe của mình bằng cách là cho cái phân bón tốt nhất vào trong cơ thể của mình. Phân bón tốt nhất là độc quyền sản phẩm thuê hay là chúng ta đưa vào những cái phân bón độc hại, đúng không? Những cái gọi là hóa chất độc hại vân vân, cái sự gọi là gì, thuốc tăng trưởng cho cái cây thì khá nguy hiểm. Chúng ta cần phải có những cái phân bón thiên nhiên. Thì R2 nó chính là cái phân bón thiên nhiên cho mình. Cuối cùng thì Trinh chỉ muốn nhắn gửi các anh chị một cái câu là sức khỏe của bạn đáng giá bao nhiêu tiền. Đó là cái thực sự quan trọng. Chúng ta đều nói là sức khỏe mình là vô giá. Chúng ta đều nói, nhưng mà nghịch lý ở chỗ đó, khi Trinh nói là sức khỏe là vô giá thì có nghĩa là không có cái gì có thể thay đổi được sức khỏe của mình hết. Nhưng mà chúng ta lại bắt đầu đắn đo suy nghĩ. Chúng ta mua một cái áo, một cái quần, một cái túi LV, một cái Gucci hay là một chiếc xe hơi, các anh chị không bao giờ đắn đo suy nghĩ. Nhưng mà chúng ta đưa sản phẩm vào trong cơ thể chúng ta thì chúng ta đắn đo suy nghĩ là cái này nó đắt quá, chúng ta có hay không. Đó là một cái nghịch lý mà chúng ta cần phải suy nghĩ nha. Chúng ta chỉ có thể, cơ thể chúng ta là một thánh đường, khi chúng ta xem nó như một thánh đường thì chúng nghĩ tất cả chúng ta trong đây đều có đạo Phật, đạo Chúa vân vân. Chúng ta đều chủ nhật, chúng ta đều đi chùa, đi nhà thờ, hay là cái cuốn kinh của chúng ta để đâu? Cuốn kinh chúng ta để ở cái nơi rất là linh thiêng, ở trong nhà, chỗ cái nơi sạch sẽ thoáng mát.
thì sức khỏe chúng ta cũng là như vậy, nhưng mà nghịch lý là chúng ta đối xử với cơ thể mình nào. Xin lỗi thì Trinh dùng từ nó hơi mộc lạc nha, thì Trinh nghĩ hầu như 10 người là 9 người chúng ta đối xử với cơ thể chúng ta như cái thùng rác, đúng không? Đó lý do tại sao đưa đến bệnh thật. Thùng rác là có nghĩa là sao? Cái gì chúng ta đưa vào mà gà rán, KFC, McDonald's, French fry, cà phê, sữa đặc, sữa ông thọ, chúng ta đều đưa vào trong cơ thể nha. Thử là thử lại đúng không? Chúng ta làm như vậy á, nhưng mà cái tốt nhất thì chúng ta lại không đưa. Nó nghịch lý buồn cười vậy đó nha. Cái cây thì chúng ta biết tưới bằng nước, nhưng mà người thì chúng ta biết tưới bằng bia, bằng rượu, bằng khúc. À, không biết là anh Phong này đang uống ly gì đang mấy nữa, đúng không? Hay là một cái ly cà phê sữa ông đỏ bạc xỉu, trong đó không có cà phê tốt, mà cái chuyện chơi toàn là sữa ông thỏ trong đó không? Thì rõ ràng đó là cái nghịch lý. Cái cây chúng ta biết tưới nước, nhưng mà người thì chúng ta tưới những cái gì, đúng không? Chúng ta cần phải tưới R2 vào trong cơ thể của mình nha, chứ không phải là tưới những cái đang khá nguy hiểm ở ngoài kia. Thì để có một cái cuộc sống khỏe mạnh, là sanh lão bệnh tử, thì nó bắt đầu từ ngày hôm nay. Nó không bao giờ quá muộn để chúng ta thay đổi và bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là thời điểm ngày hôm nay. Và chúng ta chính là cái tấm gương soi cho con cái của mình nha. Thế hệ mai sau sẽ nhìn mình để coi mình bảo vệ sức khỏe như thế nào, và mình hãy làm gương cho con mình để cùng nhau ý thức bảo vệ sức khỏe, để có một cái cộng đồng tuyệt vời. Một lần nữa thì xin gửi lời chúc sức khỏe đến tất cả các anh chị đang lắng nghe trong cái chương trình chia sẻ sản phẩm R2 của tối hôm nay. Sorry thì Trinh không đủ nhiều thời gian để có thể nói thêm chi tiết, nhưng mà mình muốn lấy một cái khái niệm để các chị thấy sự tuyệt vời của sản phẩm R2 là như vậy. Các chị có thể liên hệ với cái người bạn của các chị, mời các chị vào đây nghe để có thể lấy những cái thông tin này để có thể sở hữu cho mình nha. Để mà chúng ta hãy bắt đầu vào việc bảo vệ sức khỏe ngay từ lúc này, không bao giờ là quá muộn để bảo vệ sức khỏe của mình. Một lần nữa cảm ơn cả nhà, cảm ơn anh Tony đã hỗ trợ phía sau cho buổi Zoom ngày hôm nay. Và chào cả nhà và hẹn gặp lại. Vâng, cảm ơn thông điệp của khoa học gia Thủy Trinh. Xin đừng đối xử với cơ thể mình giống như thùng rác. Hãy chăm sóc và đối xử với cơ thể của mình giống như một cái thiên đường. Xin hẹn gặp lại các anh chị và các bạn trong chương trình Zoom tiếp theo của Gift Toàn Cầu. Xin mến chào các anh chị.